ជរាសួរអ្នកបាទអូប៉ៃណាហ្វឹករឿងថ្មីឬជាថ្មីតួអង្គក៏ថ្មីដែលខ្ញុំអ្នកសម្ដែងដដែលថ្ងៃនេះយកគ្នាជាមួយនឹងរឿងថ្មីឬរឿងនៅផងណាគឺមានចំណងជើងថាវិញ្ញាណទីងមុងណាកម្មខាត់ពេលយូរជាងចូលទៅកាសរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅណាបាទចាត់អានរឿងរបស់ជាមួយនឹងទីងមុងពីរនាក់កំពុងតែរត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទីងមុងម្នាក់គឺជាតួប្រុសរបស់យើងតួប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងទីងមុងណាដែលគាត់គឺមានឈ្មោះថាយ៉
tới hơi. Đại sông xa cha rồi bỏ con nó cứ mình xin một tháng xoay. Hát nếu như đây rồi bỏ xoay. Đại quá cứ dự tư sẽ tới chỉ muốn giáp. Bị nhẹ nằm xoay tới khi nhận tế. Đại xa bỏ bữa nhẹ sẽ lành xoay tới mình nè. Đó nâng việc con này chỉ cả chạp đám rưỡng này rưỡng rồi bỏ dưỡng. Bất tốt bình nâng bởi hai chiếc mà phải chạy nằm khói. Tôi bỏ bỏ dưỡng này mình chung một thả giáp nâng cứ con nơi ở bọn hồi tê. Bông mà đây rồi bỏ con cứ bàn xa lạp bằng thả hai con không biết phát triển nơi phòng này. Sắp ngay cứ con nơi bọn hai con bông để bằng to ca sâu xa phòng này. Bỏ giáp rồi bỏ dưỡng này bình cứ riêng thả nạ tí đỏ bì. Giáp rồi bỏ dưỡng mình đâu chứ mình được thoa mà đá nơi tê. Hàm nơi thoa mà đá con mình được giáp phòng này. Giáp rồi bỏ dưỡng cứ riêng thả nạ tí đỏ bì rồi giáp bì mà phải bỏ mùi chạy nằm bằng thả hai. Hai mùi là hai đại quát bỏ lõng thả lẽ nâng cứ được xa đại quát kết tờ rưỡng sài hà bì. Được ông xoay yếu. Đại câu rồi bỏ xoay cứ mình chứ mùi thật xài. Mình mèn xài ông tê. Câu rồi bỏ xoay cứ mình một đôi chữ xoay đôi bê cho được bật ảnh chân. Hai thu ông này tiết đầy nơi chất giáp nâng cứ con chỉ đại câu rồi bỏ giáp. Bố quát tên bì cứ nơi vọt chữ mùi khnía. Đại câu chữ mùi khnía đào bận ba chữ mùi khnía dừng tư. Hai nhóm xong hai quát thả bì ai chi mong tư. Ờ chú mô nickname mà quát ấy. Đại bóng bì ai chi rồi bỏ dưỡng nâng tư tina quát kê mà này. Hai bật xanh gì quát kê nhau anh bạch đàn nâng tê. Tụi bây giờ dọc lên đọt quát tiết gọi quát mình chạy cọc phòng đây. Bên nó có mình chôn bỏ đầu tên mà nè mà rồi chẳng ăn ta rồi bỏ kế. Đấy mình đây cứ sợ tới rồi bỏ tuôn bỏ rồi bỏ dưng nổ mộc. Đấy bố kế thằng bây nè nâng cứ đá ở tới chân luôn khá nè phong ấy phong rô ô chết mùi thằng ngay. Sao ta này dễ khá nè cho nên dễ khá nè lá chôn bỏ đầu tên nè nâng các bạn xưa tật căn nhập tha. Tao bọn này chứ mùa vầy. Chắc các bạn bắt tật căn có tha. Bọn này cứ mình chứ mùa tha bỏ sợt lơ. Tới chôn bỏ đầu tên nè nâng các bạn bạc lan trên tờ bát tay mà đông. Đất xa chứ ăn ta rồi bỏ qua mình nơi bỏ sợt lơ nửa tê cứ nơi bỏ sợt khám. Khai năng phong đáy xa em đã chỉ công đây cứ sợ tư rồi bỏ dắp nâng còn nhiều bạn mà vọt phong đáy. Hào dắp kê tay anh ta lụi mưa xa em là xa kê cơ sở lành xa em. Hai mưu là hai cứ được xa là xa em nâng mình mộc mọt đồ chỉ xoay để chỉ ở đất xong xa chá rồi bỏ kê hình chân. Bên đâu đây cứ sợ tư rồi bỏ dắp các bạn mà stay dắp tay mà đông. Thái mưa xa kê cầu anh. Bỏ ló kê mẹ nhai xa nửa khăn vọt nửa tê. Để bố quát tên bí ngọt để chút mô khăn mà đã trở khăn tê chứ lúc này được chạy mà anh chân. Để chút lúc này cho chút lúc này mơ tới chẳng dập rồi bỏ dưỡng. Ba rồi bỏ sáng các bạn bỏ dập bạch này mùi xa đây mà đón. Để sao tới bên nữa con xây rồi bỏ con sáng các bạn mà đó. Hay là bạn bắt tới căn ba rồi bỏ khuôn vinh thái. Bỏ ló kê mà bạch này nửa khăn vọt nửa tê. Để nên cứ bánh ba rồi bỏ niên tay mà đón. Bắt tỏ bên nữa rồi bỏ dưỡng các bạn cắt mà đó dụp lãng. Dập rồi bỏ dưỡng mà nên chỉ càng nghe dây con nửa tê. Còn bạn đã tới cái lại tốt rồi bỏ chá chá một cái lãng nửa khăn vọt nâng. Để sao tới bên nữa các bạn lại rụ riêng xoay lãng. Đã nên mà mình chỉ xoay ở mình ủ bật nửa tê cứ chỉ bật lưng rồi bỏ xoay. Đói xoay nửa khăn tình mô nửa tay nửa tình thoa ta sở mà thị. Chẳng hai tâm niên anh dạy từ rô mà nửa bán. Hai mà nửa khi ai khơi rụ riêng rồi bỏ niên nửa thay sơ tay bỏ nô. Xoay các bạn xuống từ căn giáp đã chỉ ở đất xong xa chá rồi bỏ niên phó này. Ta bỏ mình bỏ bốn câu hai rửa nữ. Để xa xoay nửa sắp chiếm phía nam chiếm hào. Chẳng niên cả tha và hai tuốt bỏ rồi bỏ dưới nâng mình bỏ bốn câu này dẫn nè. Tại sao các bạn bắt tờ căn xoay bên tha. Bỏ bốn người không biết xong xa ở không biết. Hào sắp ngay nửa riêng thân áo thì đọc bì đọc đây. Tại sao các bạn bắt tờ căn xoay cho tha. Rồi thay ní kê xong lần khơi nhờ con xoay kê mà nè. Đem nè nâng cứ chỉ câu rồi bỏ xoay nâng anh. Xoay nên gồm bàn thai phong đáy nên các bạn bắt thang. Chẳng chẳng nên chui tới chỗ hỏi bàn câu rồi bỏ niêng. Tại sao chui nó xa tôi bỏ bỏ những cái chim đủ lỗ. Hãy nâng cái tuông thăm mây bên nhà tiết. Để bố kê tầng bí cứ riêng thân ra tình đọc bí. Chỉ muốn nâng tuông bó rồi bỏ dưỡng giáp. Để bố kê tầng bí nâng cái tay tầm mơ nghe giáp rồi bỏ dưỡng. Tha tuông bó rồi bỏ dưỡng riêng dù hỏi. Mình toàn bỏ lỏng chọc tiết. Riêng đó thằng ngày sẵn lập ấy chẳng tư. Để tuông bó rồi bỏ dưỡng chỉ muốn nâng bóng bí ở chi. Bên nâng có cặp bông tầng hai tình môn tiết hỏi. Để hai hai nâng cơ bà mà đọc tia xaym. Hai con nằm ở đó theo xa em tiết tôi bỏ rồi bỏ dưỡng dắp nâng cứ hai lên từ một tay mà đón. Nơi rôm nâng nhai xa em rồi bỏ dưỡng á rồi hốt đồ ba rồi bỏ xa em chỉnh một. Để bố kê thằng hóa nâng hai hai tay nhập bước rồi hốt đồ dụp tay mà đón. Hai rồi hốt đồ khám môi lôn tay mà đón á. Để khám môi cứ miên chùm nguồn bây nhẹ hơi lôn tại tôi bỏ rồi bỏ dưỡng chùm mùi nâng bóng bì ở chì tay bởi nô. Để khám môi tầm bí nâng tam lôn bóng tầm bí rồi bỏ dưỡng rồi hốt đồ bởi lấy chập khuôn cho rõ trâu bài tay mà đón. Để quát tầm bí nâng cứ chìa bẹp bì nhẹ bực mình nâng anh. Hắn nâng cứ chìa nì cướn coi cứ chìa đọc tơ mà nế. Để quát chìa nạp chìa ba rồi bỏ bộ bóng tầm bí nâng á. Quát bóng nâng cứ nâng bởi bóng lôi anh dọc bộ kê tầm bí tờ lọp tập tia huynh. Hai đọc tơ cửa nâng bỏ dưỡng nâng cứ miên lạc nạp bị xe mùi. Cứ quát nâng mước mước mùi mùi tầm mà đông đôi sạch slot chẳng ấy. Với tòa bên nâng bước lãng của bạn mà đó. Ngay nâng kì thật ngay bởi cả là tập hóa dùm đạp sơ thân hạt tình đọc bí. Bóng giác rồi bỏ dưỡng chỉ mùi bóng bia chi cứ mình hiên châu từ bờ nửa tế. Thật xa khai thật lẹ tiết ấy. Quát nâng trăm kê trên tờ ô tớ có dùm đạp chân tờ mơ. Đại lượng đi mình đôi chỉ rõ chân năm môn nông tế. Bọn giác rồi bỏ dương mưu hơi cứ sửa bài chất mình tên. Vì sao chứ mua rồi bỏ cốt cứ bàn chọc bạc để hơi. Bọn giác rồi bỏ
ើងសុវ័យសុវ័យចិត្តនឹងសត្វតែពេលនោះបងបេជីបានប្រាប់ថាឈ្មោះរបស់ឯងគឺយើងចាប់តែអ្នកដែលជាប់នឹងគឺចាប់យើងនោះទេហើយពេលនេះទៅបងយ៉ារបស់យើងបាននឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែរហើយពេលពីអ្នករបស់យើងនេះវិញពួកគេនឹងក៏ធ្លាក់ផងដែរទោះប្រររបស់យើងនៅសាប្រឡងធ្លាក់ពិបាកចិត្តពេកក៏បានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនសត្វតែពេលនោះដែលសង្សាររបស់គាត់ក៏បានមកគាត់ផងដែរហើយនាងក៏បាននិយាយលើទៅចិត្តជាច្រើនថាបងកុំតន់ស្លាប់អីស្លាប់ចឹងបានទៅស្ថានសួគ៌នោះទេមានតែធ្លាក់នៅរួចតែប៉ុណ្ណោះតែទោះប្រររបស់យើងក៏បានខលទេក៏បានលេបទៅខ្អឹកហើយក៏បានប្រតិកម្មសោយវិញថានេះមិនថាពុលទេគឺថ្នាំវីតាមីនដែលសោយមកនោះគឺដើម្បីពឹងទួប្ររបស់យើងឲ្យយកនាងទៅជួយជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់នាងនៅសាននាងនៅកូនសិស្សរបស់នាងណាហើយសោយក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងជួយទួប្ររបស់យើងអញ្ញាតកូនរបស់នាងបានសម្រេចជប់នឹងផងដែរសាននឹងជាកូនសិស្សរបស់សោយពេលនេះនាងទៅតែមកពីផ្សារវិញហើយរៀងយប់ហើយទៅសារកងរបស់នាងនឹងគឺជីទៅបាត់កងក្រោយពេលនោះទួប្ររបស់យើងក៏បានចេញមកដល់ជាមួយនឹងទិញមកផងដែរដែលមានពលឹករបស់ទុស្សីនៅក្នុងនឹងយ៉ាប់ក៏បានជួយបណ្ដាកងរបស់សែមហើយក៏បាននិយាយគ្នាលេងចឹងទៅឯពលឹងរបស់សោយនៅក្នុងទិញមកវិញក៏បានបាត់ទៅកាន់យ៉ាប់នឹងឲ្យសារភាពទៅប្រកេតថាបស្រឡាញ់អូនតែពុយចាត់របស់យើងនឹងក្តីខ្លាហានរបស់គាត់គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីសារភាពចំពោះសែមគាត់បាយជាបង្វាយប្រធានបទទៅប្រាប់សែមថាគាត់ប្រឡងធ្លាក់ទៀតហើយហើយគាត់ក៏បាននិយាយពីនេះពីនោះសួរគេទៅរៀនពេញនៅផ្ទះនៅណាណាឯងចឹងទៅសួររហូតដល់ចិត្តដល់ផ្ទះរបស់សែមទៅគាត់សម្រេចចិត្តសារភាពថាគាត់ស្រឡាញ់សែមតែគាត់ដល់បងនឹងមិនទាន់នឹងបានថាស្រឡាញ់ផងណាសត្វទៅពេលនោះប៉ារបស់សែមនឹងជាដៃគូសត្វទៅរបស់គាត់នឹងគឺចេញមកបាត់ទៅហើយជាមួយកំបិតផងដែរធ្វើឲ្យការសារភាពលើនេះគឺបរាជ័យឯខាងដៃគូដៃកនរបស់យើងពេលនេះវិញអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេដែលជាដុកទ័រគ្រឿងនឹងគឺបានស្ដីពួកគេផងដែរតែថាវត្តមានរបស់ពួកគេនឹងគឺល្អទៅរៀនទៀនទាត់តែមិនដែរចូលរៀនការសិក្សាក៏ល្អប៉ុន្តែប្រឡងធ្លាក់ពេលនោះក៏មានអ្នកជំងឺមកមើលចឹងទៅដែលគាត់នឹងគឺអលៀនដាដុកទ័រគ្រឿងក៏បានឲ្យគាត់ហាមកឡើងហើយយើងនឹងហៅថាដុកទ័រគ្រឿងរបស់យើងនឹងគឺគាត់យឺតមើកមើលហ៎អញ្ចឹងហើយតែពេលនឹងហាមកឡើងចង់2ម៉ោងទៅហើយតំណងតែដុកទ័រគ្រឿងពាក់ស្រោមដៃហើយហើយនៅពេលដែលគាត់ឆ្លោះមើលនឹងគឺធ្លាក់ពើចូលក្នុងមាត់ទៀតផងនិយាយទៅគឺយ៉ាប់តែម្ដងឯខាងមកញ៉ាំជាមួយនឹងបងបៀចេញវិញពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានមករកការងារធ្វើតែនៅពេលដែលចូលទៅដល់នឹងគឺគេដាក់បារឲ្យគាត់ទៅវិញពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានទទួលលុយនឹងផងដែរដើម្បីកុំឲ្យដាច់សធាហើយបងយ៉ាងរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាគាត់ចង់មកធ្វើការងារអូនអូនទាំងពីរនេះក៏បានប្រតិកម្មបងយ៉ាងវិញថាការធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេរើសបុគ្គលិកច្រើនណាស់តែគេមិនរើសបុគ្គលិកចាស់ចាស់ចឹងនោះទេតែចេញពីនឹងបងយ៉ាងរបស់យើងជាមួយបងបៀជីបានតែងខ្លួនស្ទីលតែម្ដងហើយលើនេះគឺគាត់ចូលក្រុមដើម្បីរកការងារធ្វើដែលគាត់បានចូលមករកការងារមួយកន្លែងក្នុងពិភពលោកដែលបងយ៉ារបស់យើងព្យាយាមអួតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលតស៊ូមិនចេះខ្ជិលនោះទេហើយពួកម៉ារបស់គាត់វិញធ្វើការអត់ដេកតែម្ដងតែសោះតែនិយាយនឹងងាកទៅវិញយើងក៏បានឃើញថាបង BIG របស់យើងគឺស្ពេញបាត់ទៅហើយសោះតែពេលនោះយើងក៏បានឃើញសយមកជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងនឹងផងដែរបើយាយយោរបស់យើងគឺជាម្ចាស់ហាងនៅក្នុងរឿងនេះហើយគាត់បានឃើញយ៉ាប់នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងគាត់បានបាត់ទៅកាន់បុគ្គលិកនឹងថាក៏មិនសនធ្វើការមែនទេហើយគាត់ធ្វើដំណែងធំជាងគេតែម្ដងទៅនៅក្នុងហាងនេះយប់ឡើងក៏បានមកដល់យ៉ាប់របស់យើងនៅពេលនេះក៏បានសារភាពបាត់ទៅកាន់សែនតែម្ដងថាគាត់ស្រឡាញ់សែនតែសែននេះមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តអ្វីផងសោះតែពេលនោះបងបេអេជីក៏បានមកសួរយ៉ាប់ថាទីណាមានកន្លែងដេកទើបសែននេះក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅខាងបងទាំងពីររបស់យើងពីអ្នកនេះវិញនៅពេលនេះបងគ្រឿនរបស់យើងក៏កំពុងតែបង្រៀនពួកគេទាំងពីរនឹងឲ្យចេះស្នោតំណែងពីគាត់មិនមែនអត់គាត់ទៅគឺធ្វើការងារនឹងតែម្ដងតែពួកគេនឹងគឺយកបងសក់ចបោយនេះធ្វើជាគំរូចាក់ដកពេញនឹងតែម្ដងមិនខកពីចិត្តរបស់គាត់ទេជប់ថ្ងៃសៅរ៍ក៏បានមកដល់ម្ដងទៀតនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរក៏បានមកនិយាយដាច់ស្រេចទើបសែននេះបានប៉ះទៅកាន់បងស្ចាប់ថាមាននរៀបការជាមួយនឹងបងយ៉ាប់តែនាងចង់ឲ្យបងយ៉ាប់ចាំរហូតដល់នាងបញ្ចប់ការសិក្សាសិនបងយ៉ាប់របស់យើងគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនតែតែពេលនោះយាយយ៉ោដែលជាម្ចាស់ហាងនឹងក៏បានមកដល់នឹងបានហៅបងយ៉ាប់របស់យើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់បងយ៉ាប់ក៏បានដើរទៅតាមមិនហ៊ានជំទាស់សម្ដីរបស់មេនោះទេសត្វតែមួយសន្ទុះក្រោយមកសែមនាងក៏បានដើរទៅមើលហើយក៏បានឃើញថាម្ចាស់ហាងជាមួយនឹងបងយ៉ាប់គឺកំពុងតែអ៊ីនដេរិចបាត់ទៅហើយសោយនាងខោចិត្តនិងអន់ចិត្តជាមួយនឹងបងយ៉ាប់ផងដែរនាងក៏បានដើរចូលក្នុងបន្ទប់របស់នាងសត្វតែសែមដើរទៅបាត់យើងក៏បានឃើញថាម្នាក់នឹងគឺមិនមែនជាបងយ៉ាប់របស់យើងនោះទេដោយថាកែសីនឹងហៅបងយ៉ាប់ទៅនឹងគឺដើម្បីឲ្យបងយ៉ាប់នឹងទិញស្រោមឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះអែសែមវិញនាងក៏បងនឹងគោយំតែម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់នឹងសត្វតែពេលនោះប៉ារបស់នាងក៏បានខំមកកាន់នាងដើម្បីទៅជួយគាត់ផងនៅពេលនេះគឺគាត់ចិត្តស្លាប់ហើយតែប៉ារបស់សែមមិនដឹងជាគាត់ឈឺអ្វីនេះទេគាត់ចេះតែចុកពោះហើយពេលនៅថ្ងៃនោះគឺគ្មានបងគ្រឿងរបស់យើងនៅ
tê bong cơn rồi bỏ dương ho tê bật tê kê bát hao chẳng hai cứ mình để con cháu rồi bỏ cột bì nhẹ nâng anh đó xa nè chung ngư chư bố chẳng hai bố kê tầm pin nâng gà bàn kê tha bà mân bà mát có bà viên đọc này nè chẳng hai bố kê nâng cắt bà viên đọc này môn hay bà dân chì mình bát tiết nâng cắt bà mát cháu tầm mặt đông ai bong cháu rồi bỏ dương nâng kháng kháu bên cơ gà bà mê cầm đồ xa em phong này ha ơ nhằm xong xâm rai tập bà nâng nữ tê xâm đạp ແລະໃນក្នុងឯងកូឌីស៊ីគឺមានភាពយន្តខ្មែរច្រើនមែនតើកម្រិតFull HD ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងនៅឯប្រសិនជាអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅដោនឡូតបានតាមរយៈ App Store ជាមួយនឹង Play Store ដែលវិញខ្ញុំសង្ខេបនេះក៏នឹងជាសាច់រឿងគោលគោតែម្ដងដើម្បីអ្នកនាងស្រួលយកសាច់រឿងសម្រាប់ពាក្យសម្ដីកំ pl ែងកំ pl ែងជាច្រើនគឺខ្ញុំអត់បានលើកយកមកសម្រាយនោះទេអញ្ចឹងឯប្រសិនជាអ្នកនាងបានមើលរឿងពេញច្បាស់ជាសោចតែម្ដងនៅឯអ្